Hôm nay 5 tháng 7 cũng là sinh nhật của nam ca sĩ Sơn Tùng MTP. Ở tuổi 25, chàng ca sĩ này sở hữu bảng thành tích về âm nhạc mà ai nhìn vào cũng phải nể. Tháng 8 năm 2011, cái tên Sơn Tùng bắt đầu gây chú ý với ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua đạt hàng triệu lượt nghe trong thời gian ngắn. Năm 2012, Sơn Tùng thi đỗ vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm 25,5, đạt vị trí thủ khoa. Cũng từ đây, chàng trai gốc Thái Bình bước chân lên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp. Tháng 10 năm 2012, anh trình diễn ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua trong chương trình Bài Hát Yêu Thích và nhận về giải thưởng Bài Hát Yêu Thích của tháng. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, một loạt các ca khúc hit đình đám ra đời trong năm 2013 như Nắng Ấm Xa Dần, Em Của Ngày Hôm Qua, Đừng Về Trễ, đưa cái tên Sơn Tùng MTP trở thành một trong những ca sĩ hot nhất. Nghệ danh MTP được anh lý giải như sau: M là viết tắt của music, âm nhạc, T là tài năng và P là phong cách. Năm 2014, Sơn Tùng lần đầu tiên thử sức với vai trò diễn viên trong Chàng Trai Năm Ấy. Với diễn xuất chân thực, anh đã xuất sắc đoạt giải diễn viên trẻ triển vọng tại giải Cánh Diều Vàng năm 2014. Năm 2015, Sơn Tùng đại diện Đông Nam Á tham dự giải MTV EMA 2015. Tháng 4 năm 2016, cái tên Sơn Tùng MTP được xướng lên tại lễ trao giải Cống Hiến 2016 với danh hiệu Ca Sĩ Của Năm. Đầu năm 2017, Sơn Tùng chính thức rời khỏi công ty WePro, trở thành ca sĩ solo và khẳng định mạnh mẽ bằng hit Lạc Trôi. MV này hiện có hơn 202 triệu lượt xem và trở thành MV được xem nhiều nhất châu Á, xếp vị trí thứ 6 trong những MV được xem nhiều nhất trên thế giới. Khoảng 2 tháng sau, Sơn Tùng lại tiếp tục cho ra mắt MV Nơi Này Có Anh với hơn 212 triệu lượt xem tính đến thời điểm hiện tại. Cũng nhờ vào MV này, anh vượt qua G-Dragon và Taeyeon để giành giải ca sĩ solo ấn tượng nhất tại SBS Pop Asia 2017. Sau những gì đạt được ở năm 2017, Sơn Tùng MTP trở lại với MV Chạy Ngay Đi vào tháng 5 năm 2018. MV đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 18 phút. Mới đây nhất, anh cho ra mắt MV Hãy Trao Cho Anh kết hợp cùng rapper đình đám Snoop Dogg. Sản phẩm này liên tục đạt được nhiều thành tích ấn tượng và lọt vào top trending YouTube tại nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, MV này đã giúp Sơn Tùng MTP trở thành nam nghệ sĩ solo sở hữu MV có lượt xem đồng thời tại thời điểm công chiếu cao nhất trên YouTube 637.000. Ngoài ra, với 25,8 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ đầu tiên, Hãy Trao Cho Anh đã lọt vào danh sách 20 MV có lượt xem trong vòng 24 giờ cao nhất thế giới. Đây là MV Việt Nam đầu tiên đạt được thành tích này, đồng thời cũng lập kỷ lục là MV Việt Nam có lượt xem trong vòng 24 giờ cao nhất. Với những gì đã đạt được, Sơn Tùng MTP đã được tờ The Source của Mỹ, một tạp chí định kỳ chuyên về hip hop có tuổi đời lâu nhất thế giới, gọi là hiện tượng châu Á. Đây có thể xem là một dấu ấn vô cùng đẹp đẽ của chàng trai gốc Thái Bình ở tuổi 25.